Tra Khoa Kim thân mến, chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn đây là món thịt xíu bánh mì chan. Thịt xíu là một cái món thịt đơn giản lắm. Mình làm với những cái gia vị thông thường như mình nấu ở nhà thôi. Nhưng mà khi cho vào bánh mì á, là mình chỉ có cho thịt xíu và mình làm nước sốt cà mình chan vô thôi. Nhưng mà đây là một món của đặc biệt của miền Trung. Và người ta đã ăn từ ngày xưa và ăn rất là đơn giản, đôi khi không có cần dưa leo và ngò nữa. Nhưng mà khi mà mình thực hiện cái món này, mình cũng tập đi tập lại và mình sau cùng là mình đã cảm thấy hài lòng với lại cái gia vị đầy đủ và cái mức độ mặn ngọt của cái món thịt xíu này. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn, thực sự ra nếu chính bản thân mình đã rất là ngạc nhiên là tại sao cái bánh mì xíu này nó có thể ngon lạ lùng đến như vậy. Và không ngờ nó đơn giản thôi, nhưng mà món bánh mì sau khi mà các bạn ăn, cầm cổ bánh mì lên, mình có thể nói với chắc với các bạn rằng cái món bánh mì thịt xíu này rất là ngon. Và bây giờ các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Thì khi mà mình làm cái món này thì mình dùng 1 ký thịt ba chỉ tươi nè các bạn. Thì mình xắt ra rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn cách mình làm cái món này nha. Thì đầu tiên thì mình cũng phải phi hành tỏi lên để cho nó thơm. Và mình bỏ hành tỏi này qua một bên. Mình sử dụng cái món này để mình nấu thịt xíu đây. Thì mình chiên cho nó vừa vàng thôi các bạn. Thì mình để qua một bên. Và sau đó và bây giờ đó mình dùng cái nồi á, để mình á, luộc cái cục thịt này á, là cái cục thịt mình sẽ xách mỏng ra để mình làm thêm một món bánh mì. Đó là bánh mì mà thịt luộc cũng dùng cái nước chan sốt cà. Và mình chỉ luộc sơ rồi các bạn. Thì khi mình luộc á, thì mình dùng nửa lít nước nè các bạn. Thì mình nêm tí xíu là coi như muối với bột ngọt. Và mình luộc luôn cái thịt để làm thịt xíu đó, là bánh thịt xíu đó. Thì đối với cái thịt mà mình cũng như cái thịt mà mình bán bánh mì mình cho vô nè, thì miếng thịt này bắt buộc mình phải cho cái màu cam vô. Đó, đây là cái thịt mình sẽ xắt mỏng ra nha. Đây là cái món bánh mì thứ nhì. Hôm nay mình thực hiện 2 loại bánh mì, một loại bánh mì xíu nước chan và một loại bánh mì là thịt luộc nước chan. Đây là cái cục thịt luộc để mình làm bánh mì thịt nước chan đây các bạn. Sau đó rồi thì mình cho tí xíu muối, tí xíu bột ngọt. Và đường thì mình cho là 2 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê muối vô trong cái nước chan của mình. Và đồng thời mình sẽ bập 1 trái cà và mình xắt rất là nhiều hành lá ra nè. Thì cái cục thịt vừa luộc vừa giờ thì mình sẽ bỏ qua một bên. Và khi mà mình luộc xong, thường mình cũng để nó ngâm nó trong cái nước luộc này khoảng chừng 10 phút xong mình mới vớt ra, để cho cái miếng thịt này nó luôn luôn nó không bị khô đó các bạn. Đó. Và ở đây thì mình có sử dụng cái cà bằm nè. Thì bây giờ bắt đầu là mình lấy cà bằm, mình cho vô cái cà bằm á, trong thời gian mà mình ngâm cái miếng thịt kia thì mình làm cái món nước chan sốt cà, nước sốt cà để chan. Thì mình pha một tí xíu nước nước sốt này nè, với lại một chút xíu bột gạo đó. Đó thì mình cho một tí xíu bột gạo, khoảng chừng 1 muỗng canh bột gạo. Và đối với cái sốt cà này thì mình cho tí xíu đường, tí xíu muối và mình cho tương ớt thôi nè các bạn. Và cái này mình xào hơi lâu á, mình phải xào cho nó nhừ. Và bây giờ có miếng thịt thì sau khi mình ngâm 5-10 phút rồi thì mình vớt nó ra đây. Và cái nước này đó thì mình sẽ đổ cái nước cái cà mà mình mới làm nè. Và sau đây mình làm cái món thứ hai, đó là thịt bằm. Thịt bằm á, là mình sẽ cho mình luộc khoảng chừng 5 phút với nước lạnh để cho nó mềm đi. Và sau đó mình mới cho hành tây, là mình tắt bếp liền. Thì trong cái món thịt luộc này cũng có thể là mình không cần nêm đâu, mình nêm ở trong cái nước sốt cà cũng được. Và mình cho vô tí xíu hành tỏi cho cái thịt này được thơm. Và mình đổ cái thịt bằm này vô trong cái nước sốt cà này. Đó, sau khi mình đổ vô rồi thì mình sẽ cho bột luôn đó các bạn. Và khi mình cho bột vô rồi, mình cho hành lá, cho tiêu. Và các bạn cũng có thể cho, mà khi mà mình bỏ hành vô thì các bạn nên tắt bếp nguội đi để cho cái hành nó được nổi đó. Chứ nếu mà nó còn nóng á, thì cái hành nó sẽ bị chìm đó. Và xin mình, nếu các bạn thích cái video của mình thì xin các bạn đăng ký. Thì cái video của mình sẽ
Tất cả những cái video của mình sẽ đến sớm với các bạn nha. Mình thành thật cảm ơn. Và bây giờ mình trở lại với lại cái món nước chan bánh mì của mình đây. Thì mình chỉ cần cho tiêu vô nữa là cái nước chan bánh mì của mình đã xong rồi đây các bạn. Đây là một món nước chan rất là ngon. Các bạn chan bánh mì, các bạn ăn với tàu hũ chấm, hoặc là các bạn chan vô cá chiên cũng rất là ngon. Và cái thịt mà để mình làm thịt xíu đó thì mình cũng phải luộc sơ đây các bạn. Thì cái nước này là mình để dành mình nấu cái nước sốt cà đó nha. Mặc dù mình nấu sâu nhưng mà thực sự ra cái nước đây là cái nước để mình làm cái nước sốt cà để cho nó có cái gia vị của thịt nè. Và bây giờ sau khi mình luộc sơ cái thịt ba chỉ này thì mình sẽ xắt nhỏ ra, mình xắt mỏng mỏng thôi các bạn. Đó, mà sau khi mình xắt mỏng mỏng rồi thì mình chuẩn bị mình ướp cái món thịt xíu này nha. Thì cái món thịt xíu này á thì mình ướp, đầu tiên là mình ướp 3 muỗng canh đường. Đó, mình ướp đường thì mình ướp đường rồi mình trộn nó lên thì mình để 15 phút sau thì mình bắt đầu mình mới ướp những cái gia vị khác nha. Tại vì mình muốn cho cái đường này nó cái miếng thịt nó được trong khi mình nấu đó, cho nên mình phải ướp vô và mình mở nắp khoảng chừng 15 20 phút nửa tiếng. Và sau bây giờ mình cho cái nước màu dừa là nước kho cá đó, và đồng thời mình còn cho thêm cái nước của cái màu dầu điều đó các bạn. Các bạn thắng cái hột điều đó để lấy cái màu đỏ cho nó đẹp. Và bây giờ mình cho vô là cứ 1 kg thịt á, ít hơn 1 kg thịt một chút xíu, thì mình cho vô tới 3-4 nước mắm lận. Và sau đó là mình cho vô 1 muỗng canh xì dầu. Cái món thịt này nó ngọt, nó mặn và nó rất là đậm đà các bạn. Đó, mình cho vô 1 muỗng canh xì dầu. Và đồng thời mình cho vô là 3 muỗng canh của hành tỏi phi. Tại vì càng nhiều hành tỏi phi bao nhiêu thì cái món này nó càng thơm ngon bấy nhiêu. Và bây giờ đó thì mình cho tiêu nè, mình cho bột ngọt, và mình cho vô khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối. Quan trọng nhất là các bạn cho vô nửa muỗng cà phê ngũ vị hương nha. Cái ngũ vị hương này nếu mà các bạn thích, các bạn có thể cho 1 muỗng ngũ vị hương cũng được. Và nhớ đăng ký trên YouTube xin đắc các bạn. Bạn hãy đăng ký cái kênh của mình và bấm like nha. Thành thật cảm ơn các bạn. Và bây giờ đó thì các bạn sẽ nấu cái món thịt xíu này với lửa rất nhỏ và trong vòng 10 phút nha. Thì các bạn coi chừng nó cạn đi quá thì mình phải cho thêm tí nước. Còn nếu mà nó nước lúc nào nó cũng ngập vào trên cái mặt thịt thì mình không có cần cho thịt cho nước nữa đâu. Thì á, cái món mà thịt xíu với lại cái thịt luộc á, bánh mì mình cũng đã làm xong. Và mình cũng đã làm xong cái nước chan bánh mì rồi. Thì á, bây giờ là đã đến cái phút là mình thưởng thức ổ bánh mì của mình đây. Các bạn chỉ cho một lớp bánh mì xíu lên, và bên cạnh này của ổ bánh mì thì các bạn sẽ chan cái nước sốt cà lên. Và bây giờ các bạn thưởng thức. Mình có thể nói đây là một bánh mì mà mình không ngờ nó ngon tới như vậy. Và ngày xưa trẻ nhỏ tới người lớn mà ở miền Trung của Việt Nam mình đó, khi người ta được mỗi buổi sáng mà người ta được ăn cái món bánh mì này thì là một món ăn rất là quý giá. Mình đã thực hiện xong cái video này và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với mình, chia sẻ với mình trong suốt cái thời gian qua. Và mình xin tạm biệt các bạn và xin chúc các bạn sức khỏe và hẹn các bạn trong những cái video kỳ tới nha.